Xin chào tất cả các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Catala Fishing. Thì cũng như trong đoạn đầu của video này các bác cũng đã xem, thì hôm nay shop thì giới thiệu đến các bác một mẫu bao đựng cần câu mà bên shop em đang bán. Đó thì nói chuyện tâm sự một chút các bác nha. Thì anh em mình đi câu rồi đã rất là mất công rồi, đôi khi là phải xem rồi thay đổi rồi chơi hàng loạt các lưỡi cần. Lưỡi cần thì mình mới tìm được một chiếc cần ưng ý, là những chiếc máy câu phù hợp nhất với cách chơi của mình. Đó thì lên sắm một chiếc bao đựng cần câu như vậy có tác dụng gì này? Thứ nhất là nha, trong những cái trường hợp mình đi câu thì gặp những cái điều kiện thời tiết xấu như trời mưa, thì mình có chiếc bao này, mình để cần này, để máy này vào trong này, thì thứ nhất là tránh được cái nước mưa vào ngấm. Ví dụ mà mình để ở đây mình đi trên đường thì chiếc thứ nhất là máy câu của mình sẽ không bị dính nước mưa, mà dính nước mưa rồi thì chắc chắn là chiếc máy câu mà nước vào trong thì các bác biết rồi đấy, bạc đạn rồi đánh răng mà dí xét ra thì đúng là phải tháo máy rồi lau dầu lại mất công lắm, và những cái khoen cần của mình nó bị dí xét. Đó là thứ nhất. Mà thứ hai nữa là đối với những chiếc cần mà dài cỡ 3 mét như cây City này, còn Cola City mà hôm bữa trước em mới làm đó, dài có hai size mà size ngắn của nó cũng phải vài tới 3 mét. Các bác định câu bạo lực biết size đều những cái cần 3 mét thì 3 mét 15, đó rất dài. Này thì mà mình cầm tay như vậy nhé, mình cầm tay như vậy này thì đôi khi mình đi đó thì cầm tay lại mà cây cần 3 mét thì nó hai khúc, nó phải một thanh hai khúc ra như lại cũng phải dài 1 mét 5 mấy cơ, rất dài. Đó mà anh em mình đi câu thì thứ nhất là hay tìm những cái bờ sông rồi những cái bụi rậm rồi những cái chỗ mà phải nói là ít người qua lại, toàn cây cối rậm rạp thôi, thì chỗ đó câu cá thì mới thích. Anh em nào đi câu thì biết rồi đó, thì mà đôi khi mình cầm tay như vậy cây đầu nó mà va chạm vào với những cành cây rồi gây lên những cái vụ tai nạn không đáng có. Phát gãy cái đợt này thì thôi tiếc lắm anh em ạ. Đây là đợt cần mới mua xong rồi chơi được vài hôm gãy đợt, thì lúc đấy thì lại mất công, mất bao nhiêu công sức in rồi cây cần ưng ý rồi lại bị hỏng. Đó thì hôm nay đây sẽ shop em giới thiệu các bác thấy mẫu túi bây giờ nó bán đây. Đây chính là chiếc bao đựng cần câu màu dằn di quân đội ấy. 3 ngăn nhá, có đầy đủ các size này, từ 80 này, 90 này, 1 mét này, mét 1, mét 2, mét 3, mét 4, mét 5 và mét 6. Đó thì rất phù hợp với tất cả rất nhiều các bác mà chơi từ những cần tay à. Đó, cần tay mà ngắn dạng mà lóng ngắn từ 60, 70, 20, 1 mét, mét 1, mét 2, vân vân. Đến những chiếc túi mà có chiều dài ngắn thế này không? 80 cm. Đó. Ngắn như vậy thì phù hợp với các bác mà để những chiếc cần nhiều khúc, 3 khúc hoặc là 2 khúc mà 1m65, 1m8 gì đấy vân vân, thì đã sẽ vừa những chiếc túi như vậy. Túi là 3 ngăn nhé, 3 ngăn chính là 1 ngăn phụ. Ngăn phụ đấy các bác có thể để thêm ít những phụ kiện như quận dù hay là chai nước vân vân. Đó thì bây giờ em sẽ đi vào chi tiết mở ra từng ngăn cho các bác xem nhé. Rồi bỏ lùi ra một chút, giờ em sẽ mở cái chiếc túi mà chắc để được đây, em sẽ mở chiếc túi mét 2 rồi tạm lùi 3-4 cái ngăn này ra nhé, 4 cái size này ra đây. Rồi các bác có thể dễ dàng quan sát đây là chiếc túi 1m2 này. Túi mét 2 này thì những cái chiếc cần mà mét 1 mà 2 khúc ấy, thì để phù hợp này các bác này. Đây nha, 3 ngăn này, em sẽ mở để đóng này. Mở các ngăn ra các bác xem. Rồi, đây là ngăn thứ nhất, ngăn thứ hai đây,
cũng như vậy. Thì chiếc túi này em thu thể nói là phải đựng được rất nhiều, nhất là cần rất nhiều bộ cần này, vì nó có tận 3 ngăn cơ. Đó, 3 ngăn này. Đây, em sẽ để một số mẫu cần 21. Đây là những chiếc cần lua mà có đó 5X nhỉ. Máy đứng 21 đây. Em sẽ để ở đây nhé. Đó, đây này. Gọn chưa các bạn? Đây là trong trường hợp mà mình tháo máy ra nhé. Tháo máy ra thì đây, riêng một ngăn đã để được mấy bộ rồi. Còn nếu mà để máy thì mình có để tuyển riêng là một máy ngăn này, ngăn kia. Đó, mỗi ngăn một máy. Mà ở đây là cái lớp ngoài này các bác nhé. Nó sẽ có lớp dạng như áo mưa này. May thêm một cái đường ở trong này thì chống được nước. Đó, đây cả những cái viền này có đấy, đường may rất cẩn thận nhé, đầy đủ nhé. Rồi thì bây giờ em sẽ lắp thử chiếc máy vào đây xem có để em... khi mà mình một số bác lười đi hoặc là muộn rồi mình đi về rồi vệ sinh máy xong thì sau khi câu thì mình cứ để cả máy vào thì xem có đá được không nhé. Đây, các bác đợi em lắp cái máy vào đây để các bác có thể hình dung luôn. Đây, mình lắp máy vào đây nha. Đây là cái máy câu này. Đó, đây thì khi mình câu xong, muộn quá rồi, nhiều khi anh em mình đi câu đêm mà thôi, tạm thời cứ đá luôn cái này vào trong bao, xong rồi về nhà rồi tính sau. Đó, đây nha, các bác ơi, vừa luôn. Thậm chí để 3-4 bộ mà biết xếp xô le nhau cũng vừa hết. Đó, đây, hiện thấy em lắp thêm một bộ nữa vào đây. Đó, các bác xem luôn. Đây là cây cỏ đốt phá hết, nhà hàng hết mốt. Ừ. Trong trường hợp còn đâu đá vào đấy này, thuận tiện nhất thì anh em cũng lên tháo máy ra, mặc dù có chiếc bao rồi nhưng mà mình cũng lên tháo ra rồi thì tránh được những cái trường hợp mà đi mà máy có lắp trên cần là cũng không phải là tốt nhất đúng không ạ. Mình tháo ra, còn đây là em chỉ trong ví dụ những cái trường hợp mà mình đang câu giờ chưa có thời gian. Đó, đây quá vào nhé. Rồi, ok, lần thứ hai đây, một bộ nữa này. Đây, thêm vài chiếc cần nữa vào đây cũng được luôn các bác ơi. Đó, có cái ngăn này đựng vài cuộn dù hay là chai nước vào đây thì vô tư luôn. Đó, đây là ngăn phụ này. Để hay là các bác đi câu lua tiện thì để vài hộp mồi, vài con mồi rồi khóa rồi vân vân. Đây, ngăn phụ rồi, để dù rồi. Đó, cất vào đây, rất gọn gàng. Đó, chưa các bác. Đó là chiếc bàn. Đó, mình đi mình xách cái này cũng được, mà khi đi trên đường thì mình đeo. Đây là dây đeo, dài ngắn được rồi. Đấy, nhẹ bác nào cao cỡ 1m9-2m thì cho dài cỡ ra. Còn đối với các bác nào lùn lùn như em thì 1m65-1m7 thì thôi, mình cứ chơi ngắn. Đó, đây, phù hợp chưa? Như là đeo sách luôn rồi và đi về, về nhà tháo máy, vệ sinh máy xong để bảo dưỡng máy tốt. Đó nhá, đây là chiếc túi 1m2 phù hợp với những chiếc cần 2 khúc 2m1. Rồi thì kia là những size 1m3 này thì những cái này thì anh em cũng tùy từng loại cần, cũng có cần 1m8 hoặc là 1m8 mà cắm gốc thì nó cũng có cái phần ngọn rất phần đòn dài, thì cho nên là tùy từng các bác nào thấy phù hợp với cần như nào thì lên lựa chọn cần đó.
Nếu mà chưa chưa biết được thì cứ nên chọn cái loại túi nào thì cứ alo cho em, bảo tôi có cái cần dài như vậy thì nên lựa chọn túi bao nhiêu thì phù hợp. Đấy, đây dịch túi 1m3 nhưng cần 2m4 là vừa này, tôi là 2m4 mà 2 khúc nhé, chất vải rất dày. Đây các bác cùng nhìn thấy những đường may có cả một lớp vải bọc luôn nhé, khóa đây chờ mượt. Đó, các bác nghe tiếng phẹt măng tuy kêu rất trơn. Đó, 5 phút chiều dài đây, bên trong đây đều tất cả những phần bên trong mà. Những cái ngăn giữa, hai cái ngăn giữa thì nó chỉ lớp vải mềm thôi, còn hai cái ngăn ngoài thì nó sẽ lớp một cái lớp chống thấm để tránh trường hợp này mình đi mưa mà bị nước vào, bảo vệ cho cần cho máy. Đó rồi thì đây các bác nhé, đầy đủ sao này. Thì thông tin về giá bán chi tiết em sẽ để trong phần mô tả. Các bác nào mà có nhu cầu mua size nào thì cứ xem trong phần mô tả là sẽ rõ. Thì đây tất cả trong cái clip này em giới thiệu là mẫu túi này là mẫu ba ngăn chính này, một ngăn phụ, ba dàn di ba ngăn. Đó, rất đẹp, có đầy đủ size từ 80 lên đến 1m6. Giá bán chi tiết em để xong phần mô tả. Thì ok, thì các bác nào ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh ấy, có thể qua trực tiếp cửa hàng em để mua cái mẫu túi này, ở địa chỉ là 1092 đường Trường Sa, phường 12 quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Còn đối với các bác trên toàn quốc thì có thể liên hệ đặt hàng qua số điện thoại của em là 0977 266 456. Số điện thoại em có Zalo nhé. Các bác nào mà chưa biết được muốn cần thông tin chi tiết hơn này, hình ảnh này cũng như cần tư vấn về kích thước túi mình sử dụng thì cứ liên hệ em, kết bạn Zalo, em sẽ tư vấn đầy đủ. Shop em cũng có dịch vụ giao hàng tận nơi, thu tiền tận nơi cho các bác, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Các bác cứ kiểm tra hàng, khóa giữa các thứ đầy đủ, bao đẹp như này, như chiếc túi mà em đang dùng rồi thì các bác nhận, còn không thì các bác không nhận. Phí ship là 35k trên toàn quốc. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi clip và hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo. Mình sẽ lên thật nhiều những sản phẩm này phù hợp nhất, rồi tốt nhất để dành cho các anh em. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.